Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn nói thêm về cái phần đó là cà tét men. Ngày hôm trước thì mình đã nói về cái cà tét men dành cho men socket 775 rồi. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ nói thêm một cái dụng cụ nữa là một cái dòng cà tét men mà chuyên để dành cho những cái dòng men H61. Nó không trên các cái đời men đời mới thì nó lại không còn cái cạc đó là cái khe PCI nữa, cho nên là chúng ta không sử dụng cái cạc hôm trước được. Thế thì đương nhiên là trong cái buổi hôm trước thì chúng ta chắc chắn sẽ có bạn thắc mắc là vậy thì nếu trường hợp mà cái men của chúng ta mà chúng ta nhấn cái nút power mà cái máy nó không chạy thì như thế nào, đúng không? Thế thì hôm nay mình sẽ giải thích thêm cái phần đó. Thì cái phần mà khi chúng ta mà cấp nguồn vào máy mà chúng ta kích máy mà nó không chạy á, chúng ta thấy cái fan nguồn nó không quay hoặc là cái fan của CPU không quay thì nó chỉ xảy ra có một hai trường hợp mà thôi. Trường hợp thứ nhất đó là gì? Do cái bộ nguồn của chúng ta bị hư. Hai là cái men bo bị hư. Thế thì tôi sẽ thử ở trên cái men này. Thì chúng ta sẽ kích nguồn thì chúng ta sẽ thấy là cái men này ở đây là cái nguồn nó không quay. À, cái nguồn fan không quay. Đó, chúng ta kích nguồn thử thì chúng ta thấy quan sát cái nguồn nó không quay. Và đồng thời nếu như ở phía trên này có fan CPU thì chúng ta cũng sẽ thấy là gì, nó không quay. Như vậy để chúng ta xảy ra hai trường hợp là một là do bộ nguồn hư, hai là do men bo hư. Thì làm sao để chúng ta loại trừ được trường hợp này? Thì rất đơn giản, đó là gì? Chúng ta tháo hết tất cả thiết bị, chúng ta tháo nguồn ra. Tất cả các giắc nguồn cấp cho mọi thiết bị, chúng ta lấy cái nhíp. À, và chúng ta sẽ sử dụng cái trên cái giắc nguồn 24 pin, chúng ta sẽ nhìn thấy có một sợi dây, đó sợi dây xanh lá, và chúng ta nhìn thấy sợi dây màu đen. Chúng ta lấy cái nhíp chúng ta hoặc là cái sợi dây đồng, chúng ta nối tắt từ cái dây xanh lá sang cái dây màu đen thì chúng ta xem cái nguồn nó sẽ chạy. À, chúng ta sẽ ở đây tôi sẽ dùng một cái nhíp để tôi thử cái bộ nguồn. Ở đây tôi sẽ thử, các bạn theo quan sát thấy này. À, đó thì khi tôi chập cái chân của cái nhíp vào cái chân màu xanh lá và cái chân đen thì chúng ta sẽ thấy được cái bộ nguồn của chúng ta quay. Như vậy khi chúng ta thấy bộ nguồn quay thì chúng ta đã loại trừ được là gì, là cái nguồn của chúng ta không hư rồi, khả năng là không hư rồi. Vậy trường hợp mà không kích được nguồn, chúng ta bấm nút power mà máy không chạy mà chúng ta làm điều này mà thấy nguồn chạy thì chúng ta kết luận luôn là gì, là cái máy của chúng ta bị hư cái men bo rồi. Và chúng ta có thể là gì, báo khách là hư men để chúng ta có thể là thì thay thế hoặc là gì, chúng ta gửi bộ phận để sửa. Đó là trường hợp mà rất nhiều bạn gặp mà chúng ta phân vân, chúng ta không biết cách để chúng ta xử lý cái trường hợp này như nào. Thì tôi nói thêm vào cái phần hôm trước. Thế còn cái phần mà chúng ta sử dụng cái cạc test men thì khi chúng ta kích, làm sao chúng ta phải kích được nguồn. Chúng ta kích được nguồn rồi thì bắt đầu thì có là kích thấy nguồn chạy và fan của CPU chạy. Đây tôi thử đây. À, tôi lấy một cái men khác để tôi thử. Là chúng ta sẽ thấy là kích được nguồn chạy và fan CPU nó phải chạy. Đó. Đó, tôi cắm cái cạc test. À, cắm cái cạc test này vào đây. Đó, thì khi các bạn để ý là đối với cái cạc men H61 ấy, nó có một cái đặc điểm là gì? Là cho chúng ta thấy là nó có một cái đèn báo khi các bạn cắm nguồn vào trong cái men này. À, chúng ta quan sát trên cạc test, chúng ta thấy có một cái dấu chấm màu đỏ. Đúng không? Chúng ta thấy có dấu chấm màu đỏ. Cái dấu chấm này báo có nghĩa là gì? Nó đã có nguồn, gọi là nguồn standby, đủ điều kiện để cho chúng ta kích nguồn. Còn nếu trường hợp mà các bạn sử dụng thêm đồng hồ, chúng ta biết sử dụng đồng hồ, à, thì chúng ta đo, chúng ta cũng sẽ biết được là gì, nó có nguồn standby hay không. Nhưng mà đối với các test men là nó thể hiện là khá là chính xác. Đây tôi thử trên đồng hồ, các bạn quan sát trên đồng hồ. Chúng ta đo ở chân kích thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ, nó sẽ có điện áp. Đó, nó có điện áp từ 3V 3.3 hoặc là gì ạ, 5V. Đấy là trường hợp mà gì, chúng ta kiểm chứng là chúng ta biết là khi có cái đèn này, cái đèn màu đỏ này là trên cái men của chúng ta đã có điện, à, và có thể là gì, đủ điều kiện để kích hay chưa. Thế bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta kích. À, chúng ta tiến hành chúng ta kích. Đó, khi chúng ta tiến hành kích thì chúng ta sẽ thấy cái đèn của chúng ta nhảy. À, chúng ta có tín hiệu và đèn nhảy. Thế các bạn để ý là gì? Ở cái cạc test H61 chúng ta sẽ có những cái đèn để chúng ta báo tín hiệu chạy nhảy cốt hay không. Thì đây chính là cái báo cốt đây. Các bạn thấy này, có đèn báo cốt này. Rồi chúng ta có đèn báo, à, đèn báo run.
Đó thì chúng ta sẽ thể hiện được là gì, chúng ta biết được là cái men của chúng ta chạy hay chưa. Trường hợp nếu như chúng ta kích lên mà máy của chúng ta chạy đã có tín hiệu code rồi nhưng mà gì vẫn không lên được ấy, thì nó chỉ xảy ra một số trường hợp có nghĩa là có nhảy một vài code rồi hoặc là không bớt code thì nó sẽ xảy ra một số trường hợp. Trường hợp thứ nhất là gì, là chúng ta để ý ở trên cái cạc test nó sẽ báo là mất cái tín hiệu reset. Mất tín hiệu reset thì chúng ta quan tâm khi mất tín hiệu reset nó sẽ xảy ra những trường hợp là gì. Một là do chúng ta mất một cái nguồn ổn áp nào đó ở trên cái men bo. Hai là như là nguồn men, nguồn của ổn áp cho RAM này, nguồn ổn áp cho CPU này, nguồn ổn áp cho chipset và nguồn ổn áp cho nguồn 1.25V ổn áp cho để cấp cho chipset với lại cho CPU luôn. Thì đó là những cái nguồn mà chúng ta khi mà mất cái tín hiệu reset. Ngoài ra thì nó còn có những trường hợp là gì, ví dụ như là hư chip RAM rồi là hư chip bus cũng có. Rồi chúng ta có trường hợp là gì, hư xung lốc, hư chip xung lốc. Rồi chúng ta có là gì ạ, hư cái trường hợp là bong cái chân socket ở trên đế socket, hoặc là lỏng chân, hoặc là chúng ta tiếp xúc CPU không tốt. Thì đấy là những cái trường hợp hôm trước tôi đã nói về những trường hợp như vậy. Thế thì để chúng ta loại suy mà chúng ta kiểm tra chắc chắn hơn được là cái thiết bị của chúng ta có chính xác là cái men hư và hư như thế nào, thì cái này chúng ta sử dụng thêm một cái công cụ nữa, đó là cái đồng hồ đo. Đồng hồ đo ở đây thì chúng ta sẽ đo để chúng ta biết được là chúng ta có những cái mức điện áp nào để chúng ta kiểm tra được. Kiểm tra được là có bao nhiêu mức điện áp để chúng ta hiểu được cái men của chúng ta hư hay không hư. Đó thì đó là cái trường hợp mà chúng ta có thể sử dụng. Thế thì ở đây tôi sẽ thử ha, thử để các bạn biết được là gì, còn chúng ta có những cái mức điện áp để chúng ta kích vào. Cái này thì chỉ là một cái phần gọi là chúng ta đi vào dạng cái phần nâng cao hơn một xíu để chúng ta khẳng định 100% là cái thiết bị của chúng ta là hư men hay không thôi. Chứ còn thực ra là khi chúng ta sử dụng cái cạc test và chúng ta kích được hay không kích được là chúng ta đã có thể gì khẳng định được là thiết bị của chúng ta hư hay không rồi. Thế thì ở đây chúng ta sẽ xem là các cái mức nguồn của thiết bị của chúng ta nằm ở có bao nhiêu cái mức nguồn để chúng ta đo. Thì về nguyên lý đó, nếu như mà chúng ta đi đo thì chúng ta sẽ thấy được là nguyên lý của chúng ta là sẽ có những cái mức nguồn là nó đi từ bên đi theo cái chiều từ bên tay phải, đi theo từ tay phải mà chúng ta đổ ngược theo hình chữ U và chúng ta đổ ngược về bên này, đổ ngược về bên tay trái. Đó là về cái mức nguồn của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng. Thì để chúng ta đo thì đầu tiên chúng ta cấp nguồn vào trong máy và chúng ta sẽ kích này, kích lên để chúng ta đo thử. Thì đối với cái trường hợp men này ở đây là đã chạy rồi, tôi sẽ kích thử để tôi đo thử cho các bạn. Như thế này chúng ta đo xem là mức điện áp của chúng ta như nào. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra một số mức điện áp. Thứ nhất là chúng ta kiểm tra điện áp của RAM. Điện áp của RAM thì chúng ta có thể đo ở chân số 8 của IC, hoặc là chúng ta đo ở chân số 8 của IC đây. Dao động từ tầm khoảng từ là 1.2 cho đến khoảng từ là 1.8V. Đó là chúng ta sẽ thấy được cái mức điện áp của chúng ta. Đối với men 2 thì chúng ta đo là nó có thể lên đến là 1.5. Còn không thì chúng ta sẽ đo ở trên cái chân ở trên men này. Đó, chúng ta đo ở chân số 64 thì trên men thì chúng ta sẽ thấy được là gì, chính xác của chúng ta là gì, 1.8. Có điện áp là 1.8V. Rồi chúng ta sẽ đo ở cái khe RAM, chúng ta đếm vào cái khe chân số 120, chúng ta sẽ thấy là đối với dòng men 2 thì chúng ta sẽ thấy được là gì, chúng ta có là khoảng 3.3V. Đó,
nếu như mà chúng ta mất những cái điện áp như này thì chúng ta sẽ biết là cái men này chắc chắn là hư rồi. Đó, hoặc là chúng ta đo ở chân 119 thì chúng ta phải có được cái điện áp là chính xác của nó là cũng là 3.3V luôn. Đó, chân 119 chúng ta phải đo chính xác là 3.3. Và chúng ta có thể đo ở ngay ở cái chân là chân 238. Chân 238 thì chúng ta cũng phải có cái mức điện áp là 3.3V. Cái chân 238 này là cái chân mà rất hay bị mất, rất hay bị lỗi và mất. Nếu như trường hợp mà mất cái chân này thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là gì ạ? Chúng ta báo nhận RAM mà đôi lúc là gì không, máy cắm RAM vào cứ kêu bíp bíp nhưng mà thực ra máy không chạy á, thì chúng ta sẽ thấy có cái hiện tượng đó. Cái một cái mức nữa là chúng ta đo ở ngay chân số 1, chúng ta sẽ thấy là gì, cái chân này luôn luôn có cái điện áp là bằng 1/2, bằng 1/2 điện áp của RAM, đó là bằng 0.9V. Đó là chúng ta, nếu như chúng ta đo đủ tất cả các mức điện áp như vậy rồi thì chứng tỏ là điện RAM của chúng ta đã đủ. Chúng ta quay xuống, chúng ta đo thử xem là cái mức điện áp ở bên dưới của dành cho chipset như nào. Thì chúng ta đo ở đây, chúng ta vị trí này chúng ta sẽ thấy được có cái điện áp dành cho chipset nó khoảng từ 1.2 đến 1.5V, là chúng ta thấy là điện áp đủ cho chip RAM rồi. Và ở phía trên này chúng ta đo ngay gần ngay chip bus thì chúng ta sẽ có một cái điện áp là gì ạ, khoảng chừng là 1.25V. đó, chúng ta thấy là có khoảng 1.25V rồi đó. Còn nếu như mà chúng ta muốn kiểm tra xem điện áp cho CPU thì chúng ta đo ngay ở phía ngoài cuộn dây, gần những cái cuộn dây này, hoặc là chúng ta đo ở ngay chân cụ thì chúng ta cũng sẽ thấy được. Hoặc là chúng ta đo ở chân của MOSFET thì chúng ta cũng sẽ thấy được là gì, nó có điện áp của CPU nó vào khoảng chừng 1V. Đó, thì như vậy nếu như trường hợp mà chúng ta chỉ cần đo mà thấy mất những cái nguồn này rồi, mất một trong các cái nguồn này thì chắc chắn là cái men của chúng ta lỗi. Đó là cái trường hợp mà khi chúng ta kiểm tra để chúng ta khẳng định chắc chắn là men lỗi hay không. Thì khi chúng ta kiểm tra chắc chắn được rồi thì chúng ta có thể chuyển cái thiết bị này sang cho bộ phận điện tử. Đó, thì chúng ta sử dụng như vậy. Thế để chúng ta sử dụng nhưng làm như vậy thì chúng ta không cần phải chuẩn bị quá nhiều về thiết bị. Các bạn chỉ cần là gì, chúng ta một là sử dụng cái đồng hồ số, thì tôi giới thiệu thêm một cái này để thì nó rất là phù hợp cho những bạn mà chúng ta dùng. Cái chi phí để mua đồng hồ số này, nếu các bạn không mua được đồng hồ tốt thì chúng ta mua đồng hồ khoảng từ 70 đến 100 ngàn thôi là chúng ta xài được rồi. Chúng ta chỉ quan tâm trên đồng hồ số đó là gì, cái mức thang đo là DC. Chúng ta chỉnh mức thang đo DC là chúng ta có thể kiểm tra được cái mức điện áp ở trên cái men này như vậy, thì chúng ta cũng có thể kiểm tra được rồi. Ngoài ra đồng hồ số này giúp ích cho chúng ta trong công việc sửa máy, là chúng ta kiểm tra những cái ví dụ như là kiểm tra nguồn hay là kiểm tra cái dây nguồn chẳng hạn. Tôi ví dụ như bây giờ chúng ta kích nguồn lên mà không chạy chẳng hạn, kích nguồn không chạy, chúng ta kiểm tra cái nguồn thì nhiều khi cũng khó. Như nãy kích là bảo là bây giờ mất thì ra nó không chạy, thì chúng ta chưa thể khẳng định được nguồn hư. Lỡ như dây điện của chúng ta hư thì sao? Đấy, nếu như cái sợi dây này hư thì sao? Nếu như trong túi của các bạn có cái đồng hồ số, chúng ta chỉ việc chỉnh về gì? Chỉnh về cái mức là thang đo điện DC thôi, AC thôi là chúng ta đo được rồi. Chúng ta sẽ thấy được nó có điện áp, nó chạy để pin lên. Đó, thì sẽ như vậy. Còn nếu chúng ta sử dụng là gì? Đồng hồ số thì cái đồng hồ này nó sẽ khó xài hơn nếu như các bạn không quen. Thì chúng ta chuyển về thang đo AC và chúng ta cũng đo được gì? Đẩy số lên được. Đó là 220V tầm đó. Thì đó là gì, việc phải chúng ta sử dụng cái cả test như thế nào và thêm một cái công cụ nữa, đó là gì, cái đồng hồ đo để chúng ta có thể gì kiểm tra được chính xác là cái thiết bị của chúng ta bị cái gì. Thì đối với cái phần mà cơ bản thì các bạn chỉ cần như vậy, nắm được như vậy là đủ rồi.